Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế giới cây giống chi nhánh cây lại. Dạo gần đây thì thị trường mít Thái hay các loại mít nói chung thì rất là sôi nổi và giá bắt đầu nó hơi nhích lên chút xíu. Chính vì thế mà có nhiều bà con bắt đầu đi tìm mua trồng lại mít, mà cái loại mít mà bà con rất là phân vân là không biết loại nào mà mang lại kinh tế cho nhà vườn trong giai đoạn hiện nay. Thì hôm nay mình sẽ làm cái đoạn clip này để chia sẻ với bà con về cái giống mít mà thị trường đang còn xu hướng đang cao trong giai đoạn hiện nay, và đó là loại mít nào mà bà con xem. Đầu tiên đó chính là mít Thái siêu sớm, một loại mít Thái, một loại mít mà cái sự xuất hiện của nó rất là bền, mặc dù ra rất lâu nhưng mà thị trường của nó vẫn ổn định đó bà con. Hiện tại thì giá này ở cửa nó cũng thu mua là tầm 22-23 ngàn một ký đối với loại mít nhất nha bà con. Đấy, đó là mít Thái siêu sớm. Đây cây chính là cây giống nè bà con. Thì đối với loại mít Thái siêu sớm này, thời gian trồng là khoảng 18 tháng là chúng ta có thể thu được lứa trái đầu tiên. Và cái loại này là ruột vàng nha bà con, đã có thị trường xuất khẩu rồi. Hiện tại bà con đi trên các tuyến quốc lộ hay đường lớn, đường nhỏ thì người ta có dựng nên các vựa thu mua mít, đó chính là thu mua cái loại mít Thái siêu sớm này đó bà con. Và cái loại mít thứ hai mình muốn nhắc đến với bà con là một loại mít mới nổi thôi, đó chính là mít ruột đỏ Indo, ruột đỏ sơ vàng của Indo ha bà con, hay còn gọi là ruột đỏ lá bầu á. Đây chính là cái lô mít này mình để gần nhau như thế này để bà con nào thích trồng mít Thái siêu sớm thì chọn, hoặc là trồng mít ruột đỏ Indo sơ vàng lá bầu. Cái tên khá là dài nhưng mà ăn rất là ngon nha bà con. Cái này thì cũng giống như tên, đó là ruột đỏ và sơ vàng. Trọng lượng trái thì nó cũng tương đương với mít Thái siêu sớm thôi. Và đối với loại mít này thì thị trường của nó đã có rồi, hiện tại các cửa người ta thu mua. Cái loại này mít dao động tầm 9-10 kg là người ta đã cho vào loại mít nhất rồi bà con. Lựa chọn cái trái này rất là tốt ha, rất là dễ chứ không có kén như loại mít Thái siêu sớm. Giá dao động tầm 30-40 ngàn một kg. Và có loại mít thứ ba mình muốn nhắc đến, đó chính là mít tú nữ. Đây trước mặt bà con chính là cái giống mít tú nữ, một loại mít mà cái giá trái nó dao động tầm 15-20 ngàn một ký thôi, nhưng mà ít khi nào mà giá nó giảm, nó vẫn giữ được cái mức giá khá là cao và càng ngày có xu hướng tăng nữa chứ không giảm nha bà con. Đây một loại mít thị trường trong nước rất là ưa chuộng nha bà con. Hầu như các quý bà quý cô, những người lớn tuổi đều thích ha. Đó chính là ba loại mít mà mình muốn nhắc đến cho bà con là trong giai đoạn hiện nay trồng rất nhiều. Nếu bà con muốn chọn một trong ba giống mít này thì cứ liên hệ số hotline hiện trên màn hình ha. Bây giờ xin chào, gặp lại bà con ở những đoạn video lần sau.